Hồi thứ 48 Mở tiệc yến, tào tháo ngâm thơ, khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ. Lại nói, bàng thống nghe người đó nói, giật nảy mình. Vội ngoảnh lại trông thì là bạn cũ từ thứ. Trong bụng, thống bấy giờ mới yên. Nhìn trước nhìn sau, không có ai. Thống mới nói, Nếu anh làm lộ kế của tôi, thì nhân dân 81 châu bên Giang Nam đều do tay anh giết cả đấy. Từ thứ cười nói. Thế còn tính mạng 83 vạn quân ở đây sẽ ra sao? Thông nói. Nguyên trực, anh định phá kế của tôi thật à? Thứ nói. Tôi đội ơn sâu Lưu Hoàng Thúc, không lúc nào quên. Tào Tháo làm mẹ tôi chết, tôi đã thề suốt đời không bày một mưu kế gì cho y cả lẽ đâu tôi lại phá kế của anh. Chỉ vì tôi cũng ở trong đám quân này. Một mai giao tranh gây go khốc liệt thì tránh sao khỏi tai nạn. Anh hãy bày cho tôi một kế thoát thân. Tôi sẽ xin gắn miệng lại mà đi ngay chỗ khác. Thống cười nói. Nguyên trực nghĩ xa lắm. Nhưng cái ấy thì có khó gì. Thống liền ghé vào tay từ thứ nói nhỏ vài câu. Thứ mừng rỡ, vái nạn thống từ biệt xuống thuyền về Giang Đông. Lại nói, chiều hôm ấy, từ thứ sai người lẻn đến các trại, phao một tin đồn. Hôm sau, quân lính túm năm tụm ba, chỗ nào cũng ghé tai, chạm chán, thì thầm với nhau. Quân do thám về báo với Tháo rằng, trong quân có tin đồn Hàn Toại, Mã Đằng ở Tây Lương làm phản đang kéo về đánh hứa đô thao giật mình, vội vàng họp các mưu sĩ lại bàn bạc. Ta dẫn quân sang đánh mặt nam, lúc nào cũng lo lắng về bọn mã đằng hàn toại. Tin đồn chưa biết hư thực thế nào, nhưng cũng nên đề phòng mới được. Tháo vừa dứt lời, từ thứ bước ra, thưa. Tôi từ khi đội ơn thừa tướng thu dùng, chưa lập được chút công lao nào. Nay tôi xin lĩnh ba nghìn quân mã, ra giữ ải tản quan. Nếu xảy việc gì khẩn cấp, sẽ xin báo tin lên thừa tướng ạ. À. Thao Mừng nói, Nếu Nguyên Trực chịu khó đi cho, ta không còn lo ngại gì nữa. Hiện ở cửa ải cũng đã có quân sĩ, ông thống lĩnh cả một hẻ. Ta cấp cho ông ba nghìn quân mã bộ nữa, cùng tang bá làm tiên phong. Ông nên lập tức đi ngay, đừng trì hoãn. Từ thứ từ biệt Tào Tháo, cùng tang bá lĩnh quân đi đó chính là kế của bản thống cứu từ thứ. Đời sau có thơ rằng, Tào tháo nam chinh dạ những sầu, Lo vì đẳng toại nổi qua mâu. Một lời bản thống xui nguyên trực, Có khắc chi như cá thoát câu. Tào tháo từ khi sai từ thứ đi khỏi, Trong bụng tạm yên. Một hôm, cưỡi ngựa đi xem xét, chung quanh các trại trên bộ, rồi đến thủy trại tháo đi trên chiếc thuyền to giữa cắm cờ hiệu chữ suý hai bên bày thủy chạy trên thuyền phục hơn một nghìn tay công nỏ Tháo ngồi chót vót tầng trên ngày rằm tháng mười một năm kiến an thứ mười hai tức hai trăm lẻ bảy khí trời tạnh tẽ sóng gió yên lặng tháo sai mở tiệc rượu có cả ca nhạc trên thuyền to để hội các tướng trời tối dần vầng trăng hiện trên đỉnh núi phía đông, vàng vạc như ban ngày. Dải sông Trường Giang nằm vắt ngang như tấm lụa. Tháo ngồi trên thuyền, tả hữu vài trăm người, mặc toàn gấm vóc, vác qua cầm kích đứng hầu hai bên. Các quan văn võ ngồi theo ngôi thứ. Tháo đứng ngắm bốn phương trời minh mang, bát ngát. Dãy núi Nam Bình lồ lộ, lộ như tranh vẽ phía đông bờ cõi sài tang phía tây sông dài hạ khẩu phía nam dãy núi phản sơn phía bắc khu rừng ô lâm thao lấy làm khoan khoái nói với quan quân ta từ khi khởi nghĩa vì nước trừ những kẻ hùng bạo thề quét sạch bốn biển san phẳng thiên hạ duy chỉ còn giang nam là chưa lấy được thôi nay ta có trăm vạn hùng binh lại nhờ sức các ông, lo gì chẳng thành công. Sau khi ta thu phục được Giang Nam, thiên hạ yên ổn rồi. Ta sẽ tha hồ cùng với các ông trung hưởng phú quý, vui vẻ đời Thái Bình. Văn Võ cùng đứng dậy nói. Chúng tôi chỉ mong sao thừa tướng chóng thành công. Chọn đời chúng tôi đều được nhờ phúc ấm của thừa tướng. Thao mừng lắm, sai tả hữu đi rót rượu mời các quan uống mãi đến đêm. Thao say trò sang phía nam, nói. Bờ chu du lỗ túc, chúng mày không biết lòng trời. Này, mày có người của chúng mày đến hàng ta làm nội ứng, phá từ trong phá ra, đó là trời giúp ta vậy. Tuân Du thưa. thừa tướng không nên nói, e bị tiết lộ mất. Thao cười ha hà nói. Mọi người có mặt ở đây đều là tâm phúc của ta cả. Nói ra có ngại gì? lại trỏ sang hạ khẩu nói bờ lưu bị ra cát lượng kia bọn mày không biết sức mình như con sâu cái kiến cứ hồng đẩy núi thái sơn sao ngu lắm thế rồi ngảnh lại bảo các quan ta này đã năm mươi tuổi rồi nếu lấy được giang nam thì sở nguyện của ta cũng đạt được khi xưa ta quen thân với ông kiều công ở giang nam biết ông có hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Về sau, không ngờ về tay tôn sách và chu du rồi. Ta vừa xây xong đài đồng tước trên bờ sông Trương. Nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ bắt hai nàng kiểu ấy đem về đài đồng tước để vui hưởng tuổi già. Ta mới mãn nguyện được. Nói rồi, cười ầm cả lên. Ông Đỗ Mục ở đời nhà đường có vịnh một bài thơ rằng dưới cát gươm chìm sắt chửa tiêu rũa mài nhận biết việc tiền chiều, gió đông nếu chẳng vì công cần đồng tước đêm xuân khóa nhị kiều tào tháo đang vui cười bỗng thấy con quạ vừa kêu vừa bay về phía nam thao hỏi quả ấy làm sao mà đêm lại kêu thế tà hậu bẩm quả thấy sáng trăng tưởng trời đã sáng cho nên bay ra kêu thôi mà tháo lại cười ầm lên bây giờ tháo đã say quá cầm một ngọn giáo đứng trên mũi thuyền đổ một chén rượu xuống sông rồi lại uống luôn ba chén đầy nữa cắp ngang ngọn giáo nói với các tướng từ khi ta cầm ngọn giáo này phá khăn vàng bắt lã bố diệt viên thuật thu viên thiệu thọc sâu vào tay bắc duỗi thẳng đến liêu đông tung hoành bốn bể thật không phụ ý chí của kẻ đại trượng phu nay đứng trước cảnh này lòng ta xiết bao cảm khái ta làm một bài hát các ông đều họa chơi cho vui bài hát rằng cuộc vui có được là mấy chốc có khắc chi hạt móc sáng ngày nguồn sầu lai láng vơi đầy giải phiền họa có rượu này làm vui chàng áo xanh ngậm ngùi lòng tớ khưu ngoài đồng hớn hở gọi nhau khách ta ta đã gặp nhau Gầy đàn thổi sáo ngõ hầu thêm vui trăng sáng tỏ bùi ngùi trong dạ nỗi lo này biết ngỏ cùng ai chuyện trò kể lể xa xôi nhớ người nghĩa cũ cười vui để khỏe quạ đêm trăng bay về nam hậu lượn ba vòng biết đậu cảnh nào. Nước càng sâu, núi càng cao, chu công trọng khách, xôn sao kéo về. Thao hát đoạn, mọi người họa theo, cười đùa vui vẻ. Bỗng một người bước ra nói. Giữa lúc cả hai bên đang đối địch, tướng sĩ đang cố sức, sao thừa tướng nói gở vậy? Thao nhìn xem thì là Lưu Phức, thứ sử Dương Châu. Phước trước làm quan ở Hợp Phì, xây đắp nhiều thành quách, tập hợp những dân siêu tán, mở trường học, khai khẩn ruộng đất, dạy dỗ nhân dân. Phước theo Tào Tháo đã lâu lập được nhiều công trạng. Khi ấy, Tháo cấp ngang ngọn mâu, hỏi lại rằng, ta nói gở điều gì? Phước thừa, những cầu trăng sáng, quạ bay quanh ba vòng, không biết đậu vào đâu, là những câu gở ạ. Tháo nổi giận nói. Mày sao dám bẻ tao? Nói rồi phóng một ngọn mâu, đâm chết lưu phức. Ai cũng kinh hãi, bữa tiệc cũng tan. Hôm sau Tháo tỉnh rượu, hối hận quá. Quan phức là lưu hy, kêu xin đem thây cha về táng. Tháo khóc nói. Hôm qua ta say rượu quá, lỡ giết mất cha ngươi, giờ hối hận không kịp mất rồi vậy nên dùng lễ tam công làm ma cho cha ngươi lại sai quân sĩ hộ tống linh cữu đưa về an táng hôm sau thủy quân đô đốc mao giới và vu cấm vào bẩm rằng các thuyền lớn nhỏ đã ghép đâu vào đấy tinh kỳ khí giới cũng đủ cả xin thừa tướng điều khiển cho quân sĩ luyện tập để nay mai cất quân tháo ra trại thủy ngồi trên một chiến thuyền to ở chính giữa đòi các tướng đến nghe lệnh quân thủy và quân bộ đều chia làm năm hiệu cờ quân thủy tướng trung quân cờ vàng là mao giới vu cấm tướng tiền quân cờ đỏ là trương cáp tướng hậu quân cờ đen là lã kiền tướng tả quân cờ xanh là văn xính tướng hữu quân cờ trắng là lã thông quân mã bộ thì từ khoảng làm tướng tiền quân cờ đỏ Lý Điển làm tướng hậu quân cờ đen. Nhạc Tiến làm tướng tả quân cờ xanh. Hạ Hầu Uyên làm tướng hữu quân cờ trắng. Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng thì tiếp ứng cả hai đường thủy lục. Hứa Trử, Trương Liêu hộ vệ và đi lại đốc chiến. Còn bao nhiêu tướng tá, đội nào cứ theo đội ấy mà đi. Lệnh truyền vừa dứt, trong trại thủy nổi ba hồi trống các đội thuyền buồm lần lượt theo từng cửa tiến ra. hôm ấy nổi gió tây bắc, buồm vải kéo lên, các thuyền xung pha sóng gió vững chắc như đi trên mặt đất. quân sĩ trên thuyền nhảy nhót ra oai, kẻ phóng giáo, người mua gươm, tả hữu trước sau đội nào cởi rất nghiêm chỉnh. lại có hơn năm chục chiến thuyền nhỏ ở ngoài đi lại tuần phòng đốc thúc. Tháo đứng trên tướng đài quan sát quân luyện tập trong bụng vui mừng. Cho rằng quân tướng thế này đánh đâu chẳng được. Liền sai hạ buồm, thuyền nào lại theo đội ấy kéo về chạy. Tháo lên trướng, nói với các mưu sĩ. Nếu không có trời giúp, thì sao ta được diệu kế của Phượng Sô? Dây xích ghép thuyền thành cụm. Quả nhiên đi dưới nước như đi trên đất bảng vậy. Trình dục thưa thuyền ghép cả lại là một tuy vững chắc thật nhưng nếu bị đánh khỏa công thì khó bề xoay sở không thể không đề phòng được thao cười lớn nói người tuy cũng đã lo xe nhưng chưa hiểu biết đầy đủ tuân du nói trọng đức nói phải định sao thừa tướng còn cười thao nói phép đánh khỏa công phải nhờ sức gió đang mùa này thì chỉ có gió tây bắc làm gì cho có gió Đông Nam? Ta ở bên phía Tây Bắc. Quân địch đóng dưới bờ Nam. Nếu nó dùng khỏa công, tức là nó lại đốt quân nó. Đây ta có sợ gì? Giả thử vào tiết tiểu xuân tháng 10, thì ta đã phòng bị từ lâu rồi. Các tướng đều phục lắm, nói. thừa tướng cào kiên lắm. Chúng tôi còn kém xa. Tháo ngoảnh lại bảo các tướng. Quân các châu Thanh từ yên đại xưa nay không quen cưỡi thuyền nay không dùng kế ấy thì qua thế nào được đại trường giang hiểm trở bỗng hai tướng nhảy ra bập rằng tiểu tướng tuy sinh trưởng ở u yên nhưng ngồi thuyền đánh thủy cũng được nay xin thừa tướng cho mượn hai chục chiếc thuyền tuần tiễu bơi thẳng sang bờ nam cướp lấy cờ trống đem về để mọi người biết quân miền bắc đánh thuyền cũng giỏi Thao nhìn xem thì là Tiêu Xúc và Trương Nam, tướng cũ của viên thiệu. Thao nói, Các người sinh trưởng miền Bắc, e đánh thuyền không quen. Quân Giang Nam qua lại trên mặt nước, luyện tập thành thạo, trở nên khinh thường mà đùa với tính mạng. Hai người kêu to rằng, Nếu không đánh được, xin chịu thi hành quân Pháp. Thao nói, Chiến thuyền đã ghép liền cả rồi, chỉ còn thuyền nhỏ chở được độ vài chục người E đánh nhau không tiện Tiêu xúc bẩm Nếu dùng thuyền to Sao gọi là tài? Chúng tôi chỉ xin lĩnh hai chục chiếc thuyền nhỏ Chia đôi mỗi người dẫn một nửa Sang thẳng chạy thủy giang nam Cướp được cờ Chém được tướng trở về mới nghe Thảo nói Ta trao cho các ngươi Hai chục chiếc thuyền Và năm trăm quân tinh tráng Mang toàn giáo dài nỏ cứng sáng mai sẽ huy động các thuyền trong trại thủy ra giữa sông làm thanh thế và sai văn xính dẫn ba chục chiếc thuyền đi tuần để tiếp ứng cho hai người về Tiêu xúc trương nam mừng rỡ lui ra hôm sau canh tư thổi cơm canh năm nai nịt gọn gàng trong trại thủy chiêng trống nổi lên thuyền bè ùa ra giản trên mặt sông một giải trường giang cờ hiệu xanh đỏ dập trời. Tiều Súc và Trương Nam dẫn hai chục chiếc thuyền tuần tiễu, xuyên qua chạy tiến lên, nhắm Giang Nam lướt tới. Nói về bên Giang Nam, từ hôm trước nghe tiếng trống đánh ầm ầm ở xa trông sang thấy tào tháo điểm duyệt quân thủy quân sĩ vào báo với chu du dù trèo lên núi cao quan sát nhưng quân tào đã thu cả về trại rồi Hôm sau, chống lại thúc ẩm Mỹ. Quân sĩ trèo lên gò cao, nhòm sang, thấy một số thuyền nhỏ rẽ sóng bơi đến. Dù hỏi các tướng ai dám ra địch, thì Hán Đương, Chu Thái, hai người cùng đứng ra nói. Tôi xin tạm làm tiên phong phá địch. Dù mừng rỡ, truyền lệnh cho các trại phải giữ gìn cẩn thận, không đâu được hình động. Hàn Đương, Chu Thái mỗi người lĩnh năm chiếc thuyền tuần tiễu chỉ làm hai ngả kéo ra lại nói tiêu xúc trương nam cậy có sức mạnh chèo thuyền như bay sang bờ nam hàn đương chỉ mặc một áo giáp che ngực tay cầm giáo dài đứng trên đầu thuyền thuyền tiêu xúc đến trước sai quân bắn tới tấp sang thuyền đông ngô đường dơ lá mộc đến đỡ tiêu xúc khoa giáo dài đâm hàn đương bị đường đâm lại một mũi, chết gục ngay xuống. Trường Nam ở phía sau hét lên rồi tới. Chu Thái chèo thuyền ra địch. Trường Nam vác giáo đứng trên mũi thuyền. Hai bên cung nỏ bắn nhau tới thấp. Chu Thái tay mộc tay đao. Khi hai thuyền còn cách nhau độ bảy tám thước, Chu Thái nhảy ngang sang thuyền Trường Nam, chém một nhát, Nam ngã lăn xuống nước. Thái múa đao chém lìa lịa. Thuyền địch tan chảy hàn đương chu thái thúc thuyền đuổi đánh ra đến giữa sông vừa gặp thuyền văn xính đến hai bên lại dàn thuyền kịch chiến chu du dẫn các tướng trèo lên đỉnh núi trông sang bắc ngạn thấy thuyền to dàn khắp mặt nước cờ hiệu phấp phới hàng ngũ trình tề lại ngoảnh xem hàn đương chu thái cầm cự với văn xính hai người dốc toàn lực ra đánh văn xính phải bỏ chạy hai người thúc thuyền đuổi theo. Dù sợ đuổi vào nơi nguy hiểm, liền phất cờ trắng và say khua chiêng thu quân. Hai người mới quay thuyền về trại. Chu Du vẫn còn đứng trên núi, nhìn chiếc thuyền bên kia vào cả thủy trại. Ngoanh lại bảo các tướng rằng, trên thuyền giang bắc nhiều khơn lá tre, tào tháo lại nhiều mưu kế. Ta tìm cách gì phá cho được. Mọi người chưa kịp thưa lại, bỗng thấy lá cờ vàng giữa chạy tàu bị cơn gió to thổi gãy gục, bay ra giữa sông. Dù cười lớn nói, đó là điểm không hay rồi. Dù đang mải quan sát, bỗng một trận gió đùng đùng thổi đến, sóng vật tới bờ. Cái giải cờ bay tạt vào mặt Chu Du. Dù sực nghĩ tới điều gì, bỗng kêu rú lên một tiếng, rồi ngã vật ra phía sau, miệng thổ máu tươi các tướng vội vàng vực du đứng dậy thì du đã mê man không biết gì nữa rõ là vừa mới cười xong sao bỗng ngất quân nam đâu dễ phá quân tàu chưa biết tính mạng chu du thế nào xem đến hồi sau sẽ rõ